Hôm nay, sân bay trực thăng Bệnh viện Quân y 175 đã chính thức đi vào hoạt động và thực hiện chuyến bay thử với máy bay Mi-171 của Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân và trực thăng EC-225 của Binh đoàn 18. Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt trong hoạt động cấp cứu ngoại viện, đồng thời đưa Bệnh viện Quân y 175 trở thành bệnh viện có sân bay cấp cứu trực thăng được cấp phép hoạt động phục vụ nhu cầu cấp cứu người bệnh. Từ 9 giờ sáng, lần lượt hai chuyến bay trực thăng vận chuyển hai bệnh nhân cấp cứu với tình huống giả định đã được Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Sư đoàn 370 và Binh đoàn 18 thực hiện thành công. Bệnh nhân sau khi được trực thăng vận chuyển đến sân bay trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình đã nhanh chóng được đưa xuống khu vực cấp cứu. Tất cả quy trình từ lúc rời máy bay đến khi vào cấp cứu chỉ mất hơn 5 phút. Từ các chuyến bay này đã mở ra kỳ vọng về các chuyến bay tiếp theo với mục tiêu tất cả vì người bệnh, vì nhân dân. Tôi đã nói về cái câu chuyện thời gian vàng, nhưng mà chúng ta còn phải giải quyết được rất nhiều những cái yêu cầu khác thực tiễn của xã hội và làm tăng cường hơn nữa cái khả năng cơ động, khả năng phối kết hợp, làm thế nào như tôi đã nói là cướp được cái giờ vàng trong mọi tình huống để chúng ta làm những cái điều tốt nhất phục vụ cho sức khỏe bộ đội. Trước đây, các ca bệnh nặng, khó, phức tạp cấp cứu bằng đường không được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó chuyển về Bệnh viện Quân y 175 phải mất một khoảng thời gian nhất định. Việc đưa vào hoạt động sân bay cấp cứu đường không tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ khả năng tác chiến, giải quyết các tình huống, sự cố, đồng thời nâng cao chất lượng công tác cấp cứu đường không của bệnh viện. Chúng tôi luôn luôn có các cái tổ để trực ở tất cả các cái điểm theo cái quy định chỉ lệnh 14 của Bộ Quốc phòng và là luôn luôn là có các cái phương án để mà thực hiện nhiệm vụ, thì chỉ có trong vòng khoảng 10 phút là máy bay chúng tôi phải cất cánh đi làm nhiệm vụ. Còn ngoài cái việc mà để triển khai được cái sân bay này thì cũng đã phối hợp với Viện 175, Quân khu 7, rồi Hàng không Dân dụng Việt Nam. Với việc đưa vào khai thác, sử dụng sân bay cấp cứu trực thăng sẽ góp phần giúp Bệnh viện Quân y 175 nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ sức khỏe bộ đội, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong khu vực.